Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự thứ bảy ngày 1 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung đáng chú ý sau. Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và thành phố Đà Nẵng. Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương dâng hương tại đền thờ liệt sĩ tại khu lịch sử văn hóa đèo Pha Đin. Bắt đầu bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Huyện Yên Châu và Vân Hồ triển khai công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua thảo luận tại tổ 11, gồm đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Tuyên Quang, Tây Ninh, Sơn La và thành phố Đà Nẵng về dự thảo nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và thành phố Đà Nẵng. Các đại biểu cho rằng các chính sách mới đã trao nhiều cơ chế chính sách đặc thù riêng biệt trong phát triển kinh tế, văn hóa, giúp Nghệ An và thành phố Đà Nẵng phát triển xứng tầm. Các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị, thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Với các chính sách đã được đề xuất, các đại biểu tin tưởng sẽ tạo ra động lực mới và đột phá để Nghệ An, Đà Nẵng phát triển nhanh và bền vững. Để phát triển thành phố Đà Nẵng và tỉnh Nghệ An, nội dung được nêu trong hai dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và dự thảo nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Và qua nghiên cứu hồ sơ của cả hai dự thảo nghị quyết thì tôi thấy hai nghị quyết đã đảm bảo đầy đủ cả về căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn, và tính cấp thiết để ban hành nghị quyết thì tôi cũng nhất trí cao với sự cần thiết để ban hành hai nghị quyết này như là tờ trình của chính phủ đã nêu. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng có cơ chế chính sách đặc thù vẫn cần phân cấp và trao quyền cho các địa phương. Có như vậy, địa phương mới được quyền vận dụng chính sách, pháp luật hiện hành và vận dụng một cách sáng tạo, quyết định cách thức xử lý phù hợp nhất để đạt kết quả tích cực. Qua đó, cũng gắn trách nhiệm trực tiếp của các địa phương khi thực hiện cơ chế chính sách đặc thù. Hiện nay là đối với cái nhóm ở đồng bào ở xã Hòa Phú thì một số cái vướng mắc về hộ gia đình 4-5 người tách ra thì cũng không có đất, không có chính sách. Thế rồi con em muốn vào chính sách để hỗ trợ vào đại học cũng không có, vì nó không thuộc vùng. Thì tôi nghĩ cho rằng đây là đồng bào thì nó một theo quy định hiến pháp, đây là phải nguyên tắc dân tộc là bình đẳng, cùng được hưởng như nhau. Đấy, nhưng mà một nhóm bên kia Hòa Bắc thì lại được, nhưng bên Hòa Phú thì không được. Bác các chị, đây là một trong những bất cập. Tôi cho rằng nên là cái chính sách này có một chính sách thí điểm cho các địa phương, đấy là cho các địa phương ban hành các cái cơ chế hoặc là chính sách để giải quyết các cái đối với đồng bào dân tộc số ở các địa phương, các xã có tỷ lệ dân tộc thiểu số dưới 15%. Đấy, theo tôi như thế. Thế còn cái phần 15% trở lên là chương trình mục tiêu quốc gia giải quyết, phần còn lại là giao cho địa phương thực hiện. Thì theo tôi như thế nó sẽ giải quyết được. Đấy, đối với Đà Nẵng là một xã thôi, nhưng mà đối với Nghệ An mà có chỉ là giảm 121 xã. Đấy, bác chí, từ 252 xã xuống hiện nay chỉ còn 131 xã thôi, và giảm 121 xã, đối tượng này kia là cũng không được hưởng gì cả, không có chính sách. Đấy. Thế nên theo tôi cho rằng đây là cái câu chuyện chương trình mục tiêu đặt ra là ưu tiên cho vùng đặc biệt khó khăn. Đấy. Thế còn cái vùng còn lại thì chúng ta là không có cơ chế. Đấy, như vậy thì theo tôi là đối với hai cái nghị quyết này, tôi đề nghị trong chính sách bổ sung mới, đề nghị là giao cho các địa phương. Đại biểu cũng đề nghị chính phủ cần phải đánh giá tác động cụ thể về ảnh hưởng đến vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương. Việc quy định cơ chế chính sách mới, khác luật sẽ tạo sự thiếu công bằng giữa các địa phương, đặc biệt là các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn nhưng không được thực hiện cơ chế chính sách đặc thù. Chiều qua, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh và các đoàn thể cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại đền thờ liệt sĩ, khu lịch sử văn hóa đèo Pha Đin, huyện Thuận Châu.
Cùng dự có đồng chí Lương Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo huyện Thuận Châu. Đền thờ liệt sĩ tại khu lịch sử văn hóa Đèo Pha Đin tại bản Ái Khôm, xã Mường É. Đây là không gian tưởng niệm tôn vinh tri ân công lao to lớn, sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, bảo vệ tuyến đường huyết mạch qua Đèo Pha Đin lên Tuần giáo Điện Biên trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Thành kính dâng hương tại đền thờ liệt sĩ tại khu lịch sử văn hóa Đèo Pha Đin, các đại biểu trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, dân công hỏa tuyến đã anh dũng hy sinh nơi đây và nguyện không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống cách mạng để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc. Thành đoàn Sơn La đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố và Trung tâm Thúc đẩy Khởi sự Khởi nghiệp Kinh doanh và Thu hút Đầu tư Vùng Dân tộc Thiểu số Đại học Tây Bắc tổ chức tập huấn hướng dẫn một số nội dung về khoa học kỹ thuật, trồng cây cà phê, cây ăn quả cho 50 đoàn viên thanh niên của xã Triềng Cọ. Các đoàn viên thanh niên đã được truyền đạt một số kỹ thuật nông nghiệp như biện pháp trồng, chăm sóc, cách xử lý và phòng trừ sâu bệnh trên cây mận, cung cấp những kiến thức cơ bản về định hướng sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật chọn giống, gieo trồng, chăm sóc, chiết ghép cây ăn quả, cách sử dụng một số chế phẩm sinh học trong quá trình chăm sóc, cách bảo quản nông sản sau khi thu hoạch. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên của xã cũng được tuyên truyền về phát triển kinh tế nông nghiệp 4.0, định hướng khởi nghiệp, xu hướng làm nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch sinh thái phù hợp với lợi thế của địa phương. Thông qua tập huấn nhằm giúp cho lực lượng đoàn viên thanh niên nắm bắt kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp cũng như thể hiện về vị trí và vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời có những định hướng trong việc lựa chọn các mô hình cây ăn quả phù hợp để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên lập thân lập nghiệp. Ngày 31 tháng 5, tại bản Bó Nguồng, xã Mười Nội, huyện đoàn Thuận Châu đã tổ chức lễ phát động ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Tại chương trình, huyện đoàn Thuận Châu đã trao 10 suất quà cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trao hỗ trợ 40 triệu đồng kinh phí làm đường dân sinh và hỗ trợ công trình đèn thắp sáng của đoàn khối các cơ quan huyện cho bản Bó Nguồng, xã Mười Nội. Trong khí thế tưng bừng của ngày đầu ra quân, lực lượng đoàn viên thanh niên cùng bà con nhân dân bản Bó Nguồng đổ bê tông tuyến đường dân sinh dài 70 mét. Hôm nay được sự quan tâm của đoàn các cấp đến cơ sở chúng tôi để hỗ trợ được tuyến đường để giúp cho bà con đi lại thuận tiện. Thì cũng xin được thay mặt trong bà con nhân dân trong bản cảm ơn đến thể lãnh đạo đoàn các cấp. Và cũng hy vọng rằng sẽ có nhiều chương trình như này hơn để lan tỏa đến bà con nhân dân, để bà con nhân dân đi lại thuận tiện hơn. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 sẽ được triển khai trong toàn huyện từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2024. Tuổi trẻ các dân tộc huyện Thuận Châu sẽ tập trung các hoạt động tình nguyện tại chỗ, huy động đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tập trung vào giải quyết những việc khó, việc mới với các mô hình tình nguyện sáng tạo và việc làm thiết thực. Đoàn xã Thông Lạnh sẽ xây dựng kế hoạch cùng với tuyên truyền tới các toàn thể đoàn viên thanh niên trong xã thực hiện các hoạt động chiến dịch tình nguyện hè như các hoạt động chăm lo cho trẻ em như phòng chống đuối nước, các hoạt động chăm sóc cho gia đình chính sách, nhân thân thương binh liệt sĩ và các hoạt động tiếp xúc mùa thi. Việc lựa chọn những nội dung hoạt động phù hợp với nhiệm vụ chính trị từng địa phương đơn vị sẽ giúp đoàn viên thanh niên phát huy được trí tuệ, lòng nhiệt huyết và sức cống hiến của tuổi trẻ, thực hiện thành công chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Ủy ban Nhân dân huyện Phú Yên đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi hội du lịch huyện Phú Yên trực thuộc Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La. Tại buổi lễ, Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La đã thông qua các quyết định về việc công nhận hội viên và chỉ định ban chấp hành lâm thời chi hội du lịch huyện Phú Yên. Theo đó, chi hội du lịch huyện Phú Yên có 23 hội viên tham gia hoạt động, chủ yếu ở các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, khu du lịch sinh thái. Việc thành lập chi hội du lịch huyện Phú Yên góp phần giúp các tập thể cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, các hợp tác xã trên địa bàn có tổ chức hội hoạt động, tạo cơ sở để phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh và tài nguyên du lịch của huyện, đồng thời thực hiện định hướng phát triển du lịch đã được huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện xây dựng, từng bước xây dựng các tuyến du lịch khám phá trải nghiệm tại địa phương. Tiếp sau đây là tin tức phóng viên vừa cập nhật.
Sáng nay, hơn 17.000 thí sinh lớp 9 của tỉnh Sơn La đã bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025, với môn thi đầu tiên là ngữ văn theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Trường Trung học Phổ thông chuyên Sơn La là một trong 43 điểm thi của tỉnh có số lượng thí sinh tham gia thi đông nhất, với 872 thí sinh tại 30 phòng thi. Các thí sinh đã có mặt từ rất sớm với tâm thế vui tươi, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách ở môn ngữ văn. Đề thi năm nay do Hội đồng thi của Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức ra đề đảm bảo kiến thức trọng tâm nằm trong chương trình lớp 9 trung học cơ sở. Để tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh và cán bộ giáo viên phục vụ kỳ thi, ngành giáo dục đào tạo đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong việc bố trí phòng thi, điều động cán bộ coi thi hợp lý, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Chiều nay, các em tiếp tục thi môn toán với thời gian làm bài 120 phút. Cũng trong sáng nay, 1.943 thí sinh trên địa bàn huyện Sông Mã đã bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2024-2025. Tại huyện Sông Mã có 4 hội đồng thi là Trường Trung học Phổ thông Sông Mã, Trung học Phổ thông Triềng Khương, Trung học Phổ thông Mường Lầm và Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Sông Mã, với chỉ tiêu tuyển sinh 1.370 học sinh. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, huyện Sông Mã đã chỉ đạo các cơ quan liên quan chủ động xây dựng kế hoạch, lên phương án đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ghi nhận tại các điểm thi, các thí sinh và phụ huynh đã có mặt từ rất sớm để ổn định tâm lý và làm thủ tục trước khi vào phòng thi. Công tác an ninh trật tự được đảm bảo, thời tiết mát mẻ tạo thuận lợi cho các thí sinh tham dự kỳ thi. Chiều ngày 31 tháng 5, Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh phối hợp với một số cơ sở đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Trường Trung học Phổ thông chuyên Sơn La, Sở Tài chính, Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Tây Bắc tổ chức chương trình Vui Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 cho các cháu. Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh hiện đang chăm sóc nuôi dưỡng 85 em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn với độ tuổi từ 2 đến 18 tuổi. Những năm qua, trung tâm là mái nhà chung, nơi các em được yêu thương, chăm sóc và bảo vệ. Nhân dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 và hưởng ứng cuộc vận động vì đàn em thân yêu, đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã trao tặng quà trị giá 5 triệu đồng. Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh trao tặng nhiều phần quà cho các em đang được nuôi dưỡng tại trung tâm. Tại chương trình, các em được tham gia vào các hoạt động vui chơi tập thể và biểu diễn các tiết mục văn nghệ sôi động hấp dẫn, tham gia ngoại khóa tiếng Anh, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi. Chương trình không chỉ góp phần động viên, khích lệ tinh thần, giúp các em có một mùa hè bổ ích và ý nghĩa, mà còn thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành đối với các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Cũng trong ngày 31 tháng 5, hơn 70 cháu là con em cán bộ viên chức, người lao động Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La đã được tham gia chương trình Vui Tết Thiếu Nhi do Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình tổ chức nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6. Tại buổi gặp mặt, các cháu thiếu nhi đã được ôn lại lịch sử và ý nghĩa Ngày Quốc tế Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6, được tham quan phòng truyền thống của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, tham gia biểu diễn văn nghệ, chơi các trò chơi và phá cỗ trong bầu không khí vui tươi, ấm cúng. Nhân dịp này, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã tặng quà cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập năm học vừa qua. Đây là những món quà ý nghĩa, động viên tinh thần để các cháu tiếp tục cố gắng đạt kết quả cao hơn nữa trong năm học tới và vươn lên trong cuộc sống cũng như học tập, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Hôm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động đợt thi đua đột kích, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, quyết thắng, chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024. Với nội dung chỉ tiêu thi đua tập trung giành ba nhất, đó là quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm đạt kết quả cao nhất, sẵn sàng chiến đấu cao nhất và chấp hành kỷ luật nghiêm nhất, có tinh thần trách nhiệm cao nhất trong chuẩn bị và phục vụ Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024. Thời gian thực hiện đợt thi đua từ ngày 5 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2024. Để thực hiện tốt nội dung chỉ tiêu thi đua, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị quán triệt sâu sắc vị trí, ý nghĩa của đợt thi đua. Trên cơ sở đó, giáo dục, xây dựng tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác cho cán bộ chiến sĩ thực hiện thắng lợi các nội dung và mục tiêu thi đua đề ra. Coi trọng việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên từng mặt công tác, thường xuyên theo dõi khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt để đợt thi đua thực sự là động lực thúc đẩy các cơ quan đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh. Tại buổi phát động, các cơ quan đơn vị đã ký giao ước thực hiện thắng lợi đợt thi đua đột kích. Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức khai mạc lớp huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ bản lần đầu cho chiến sĩ nghĩa vụ mới thuộc Công an tỉnh Sơn La năm 2024.
Trong thời gian 15 ngày, 360 chiến sĩ nghĩa vụ mới sẽ được huấn luyện các nội dung về phương pháp tổ chức di chuyển nạn nhân, kỹ thuật di chuyển người bị nạn, các kỹ năng sử dụng vòi và tư thế cầm lăng chiến đấu thông dụng, kỹ thuật triển khai và ứng dụng thang 2, thang 3 trong chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, kỹ thuật sử dụng mặt nạ lọc độc và thực hành các đội hình chữa cháy cơ bản. Qua đây nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho chiến sĩ nghĩa vụ mới, từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ về công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xử lý tốt các tình huống cháy nổ, sự cố, tai nạn, đồng thời tạo nguồn dự bị để huy động hỗ trợ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi cần thiết. Ngày 31 tháng 5 tại xã Trường Hạc, huyện Yên Châu đã tổ chức hội nghị triển khai cuộc vận động toàn dân tham gia chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Trường Hạc là xã vùng 3 của huyện Yên Châu. Trong thời gian qua, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã mặc dù được giữ vững ổn định, tuy nhiên vẫn còn nhiều tiềm ẩn về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy. Trong năm 2023, trên địa bàn xã đã phát hiện một vụ phạm pháp hình sự, một vụ hai đối tượng phạm tội về ma túy, 8 vụ 7 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế và môi trường. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo về chuyển hóa địa bàn của huyện đưa ra nhiệm vụ giải pháp để giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến tình hình trật tự an toàn xã hội, tệ nạn ma túy, làm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, như rà soát các điểm phức tạp về an ninh trật tự, nắm tình hình và giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, không để bị động bất ngờ, tăng cường quản lý nhà nước về trật tự xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng chức năng trên địa bàn, phát huy hiệu quả vai trò của các tổ hòa giải cơ sở, các mô hình tự quản về an ninh trật tự, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, trấn áp và xử lý các loại tội phạm, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức và trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ an ninh tại cơ sở. Tại xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ cũng đã tổ chức hội nghị triển khai công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự năm 2024. Hiện xã Xuân Nha đang quản lý 25 đối tượng liên quan đến ma túy, lập hồ sơ quản lý 6 đối tượng đang cai nghiện tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh, một người đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone, 11 người sau cai nghiện ma túy, 12 người tái hòa nhập cộng đồng. Riêng trong 6 tháng đầu năm nay đã bắt khởi tố 4 vụ, 4 đối tượng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, một vụ chặt phá cây cao su với số lượng lớn. Thực hiện nhiệm vụ chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội, xã Xuân Nha năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ đã thành lập 4 tổ công tác tham mưu kiểm tra hướng dẫn, củng cố hệ thống chính trị, tuyên truyền vận động thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đảng ủy xã cũng đã ban hành nghị quyết về việc triển khai cuộc vận động toàn dân tham gia chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ an ninh nhân dân, nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự, phấn đấu đạt tiêu chí an toàn về an ninh trật tự, xã ít nghiêm trọng về ma túy năm 2024 và những năm tiếp theo. Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, giải thể thao người cao tuổi tỉnh Sơn La năm 2024 được tổ chức tại huyện Quỳnh Nhai đã thành công tốt đẹp, góp phần đẩy mạnh phong trào người cao tuổi, rèn luyện sức khỏe với phương châm sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Giải thể thao người cao tuổi lần này thu hút gần 200 vận động viên đến từ 8 huyện, thành phố tham gia thi đấu ở 4 môn, dưỡng sinh, cờ tướng, cầu lông, bóng bàn. Các vận động viên tham gia dự thi với tinh thần trung thực cao thượng, cống hiến cho khán giả những trận đấu kịch tính và đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Đây cũng là dịp để các vận động viên, hội viên người cao tuổi được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm từ thực tiễn để duy trì và góp phần nâng cao thể lực, trí tuệ trong cán bộ hội viên người cao tuổi. Giải cũng là đợt hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, từ đó xây dựng hiệu quả phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao ở các cấp hội người cao tuổi trong toàn tỉnh. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 22 huy chương vàng, 22 huy chương bạc và 22 huy chương đồng cho các nội dung thi đấu, đồng thời trao 8 giải cho các vận động viên nam nữ cao tuổi nhất tham gia giải thể thao người cao tuổi tỉnh Sơn La năm 2024. Chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.